bạn xin thân ái mến chào tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với Miracle Mass Spa ngày hôm nay. Và hôm nay trở lại đây thì Phương Thảo cảm thấy rất vui khi mang theo rất là nhiều câu hỏi của tất cả quý chị em phụ nữ và một số bạn bè đã quan tâm đến các dịch vụ của Miracle Mass Spa. Và ngày hôm nay thì Phương Thảo đang chờ để được tư vấn nhiều hơn và kỹ hơn đối với cô Caro. Và tranh thủ trong lúc chờ thì có dạo lại mấy khóc một chút xíu. After the first show, I got so many questions from my friends and from the audience, and I bring all those questions with me today. Okay. So the first question is like for me, and then for all of my friends, and then some of the audience, like we take care of our skin very carefully, like we even like wash our face like at least twice a day, and then we even put on sunscreen or lotion. Yes, so there has many regions of the toxic our face. First one is the environment, and the second one is cosmetic toxic, and third is stress or other a lot of reason. But we put on the makeup every day, right? Even with cleansing is not enough. Let's make our skin look dark or not look great. That's the reason. Yes. So do you have any treatment that helps detox our skin? Yes, so we do. We recommend for 99% pure gold therapy. So is that a real gold and what are the benefits that it brings to our skin? Yes, that's not a real gold. The benefit is that remove the toxic our face and also anti-aging and detox and foaming too. So can you help me like have idea about what it is and then like to see like how you guys do it? Yes, we do have a gold therapy client today, so you want to see and look at it? That is so seamless thing. Okay. Let's go. All right, this is what let me show you. Okay. Đang có một khách hàng đang trải nghiệm điều chỉnh các mặt nạ vàng 24. Thì ngày hôm nay Phương Thảo cũng đã được xin phép cô Caro để vào đây giới thiệu đến quý vị và các bạn cả mặt liệu trình này như thế nào. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Phương Thảo khám phá nhé. Và khi Phương Thảo bước chân vào đây thì khách hàng đã được tẩy trang cũng như là rửa mặt. Và hiện tại thì cô Caro đang để những cái peel rất là nhẹ lên mặt của khách hàng. Và như Phương Thảo biết thì những cái peel này có nhờ chiết xuất từ cái enzyme của các loại trái cây và giúp cho quá trình tẩy tế bào chết cũng như là giúp cho quá trình hấp thụ những cái dưỡng chất từ mặt nạ vàng 24 được tốt hơn. I'm gonna apply a mild peel. And after that, I'm gonna apply gold serum. And I see the paper over there, that is a certificate or something. Oh yeah, this is a certificate for 99% a pure gold certificate. So it means a real gold. Oh, yes. Yeah. Okay, let me apply for gold serum. Sure. Just apply for serum. And rubbing a little bit mild. So you apply it all over the face? Yes, all over the face. And neck as well? Yeah, neck also. This. Then we're gonna apply for real gold sheet. So do you think how many pieces of romas that we have to apply? Four pieces. Mm-hmm.
full of the covered all the face and chin and nose. Và Phương Thảo cũng nhận thấy là ở trên người của khách hàng đang có một cái đá nóng. Và như Phương Thảo biết đó, thì đá nóng rất là tốt cho quá trình trao đổi trước, cũng như là giúp tay mở cũng như thải độc rất tốt. Và có thể là nói là đến với Miracle Mesta thì khách hàng không chỉ được chăm sóc chỉ làn da thôi mà còn cả cơ thể và sức khỏe nữa. Leave about 4 to 7 minutes then we remove the scalp. Sure, okay. Và cô Carol vừa mới nói với Thảo là mặt nạ này sẽ được đắp lên mặt của khách hàng và để đó trong vòng từ 4 cho tới 7 phút và sau đó thì chúng ta sẽ gỡ mặt nạ ra. After 4 to 7 minutes, I'm gonna apply detox cream on her face. Và cô Carol vừa mới nói là sau khi để mặt nạ trong vòng từ 4 cho đến 7 phút thì cô sẽ bắt đầu apply những cái cream lên trên mặt của khách hàng. Và sau đó thì cô sẽ tiến hành những cái bước massage. Và các Phương Thảo nhận thấy là khi mà cô tiến hành massage thì những cái mụn vàng này tan ra rất là đều trên mặt của khách. Thì Phương Thảo nghĩ rằng cái bước này giúp cho quá trình thẩm thấu tất cả những cái dưỡng chất từ mặt nạ vàng vào trên da được tốt hơn. Và quý vị và các bạn cũng có thể thấy là mụn vàng đang tan. Massage about 5 minutes for absorb all the gold to face. Yeah, và đúng như Phương Thảo nghĩ thì cô cũng vừa mới nói là quá trình massage này trong vòng khoảng 5 phút thì có thể giúp cho da của mình hấp thụ cái dưỡng chất từ mặt nạ. This skill is called a gyeongnam, right? Yeah, this technique is gyeongnam. So I make absorb all the gold and including the gyeongnam massage too. Oh yeah, you know the gyeongnam right now, huh? Yeah, I still remember. Yeah, good memory. After light massage, I'm gonna remove with the cotton pad. See. Và sau khi massage da mặt thì cô Carol sẽ dùng những cái miếng cotton để remove tất cả những cái cream ở trên mặt. Và Phương Thảo cũng nhận thấy là những cái miếng cotton này nó đã bắt đầu sậm màu hơn rất là nhiều. Do you know why the cotton pad turns to very dark? See, this is all the toxic from her face. You know, I told you about a toxic from environment. Cosmetic toxic and stress is it gold come out from the toxic. That's why we recommend once a month or if possible every other week is using the gold therapy. So remove all the toxic from face. Sure. Và như quý vị cũng đã thấy là miếng cotton đã chuyển sang cái màu sậm hơn rất là nhiều. Và như cô nói thì cái màu nó càng sậm thì những cái chất độc trong cơ thể của mình lại càng rất là nhiều. Thì những cái chất độc á nó đã đi ra theo cái kem cũng như là cái kỹ thuật massage của cô. Thì quý vị các bạn cũng đã thấy là cái da của khách hàng nhìn rất là khác so với cái lúc mà trước khi đắp mặt nạ, và những cái miếng cotton nó đã chuyển sang màu rất là đậm màu. Và cô cũng khuyên các bạn đó là các bạn nên tiến hành liệu trình này một tuần một lần hoặc là cách mỗi tuần để cho các kết quả tốt hơn. Okay, now I'll remove the toxic. Now we're gonna put apply for one more serum and then we're gonna put a molding mask on the face. Sure, okay. I apply for gold serum first. Và cô nói là bây giờ thì cô đang apply những cái gold serum lên mặt của khách hàng. What is the gold serum for? This is could give a lot of nutrient for face, like anti-aging and also foaming. Cô nói là những cái gold serum này giúp cho cái quá trình lão hóa nó bị chậm hơn.
absorb the serum to face, light massage. Then I'm gonna apply gold mask. Và câu nói là bước cuối cùng thì cô sẽ apply những cái gold mask lên mặt của vị khách này. You gonna go cover all of this? Yes, cover the eye. So we always worry about the eye wrinkle, right? So yeah, that's why we cover the eye. How about the lips? It depends on. Sometimes they have a claustrophobia, we don't cover only eyes. I mean, yeah, eyes. Và cô nói là cho những cái môi của khách hàng thì có những lúc thì mình không có cần cover, nhưng có những lúc thì mình cũng phải cần cover luôn cái đôi môi của khách. Như Phương Thảo biết đó, thì là để apply những cái mặt nạ vàng này lên mặt của khách hàng đó, thì người kỹ thuật viên phải rất là khéo léo và cũng phải rất là nhanh tay, bởi vì là rất là dễ để cho mặt nạ này bị đông lại. So where you put all your napkins? This is to remove the mask. Và cô nói là cô đặt những cái napkin lên mặt của khách hàng để giúp cho cái việc mà remove những cái mặt nạ này nó được dễ dàng hơn. We do the hand massage for relaxing, putting the mask on then, light hand massage. Và cô Carol nói là trong lúc khách hàng thư giãn khi mà đắp mặt nạ vàng thì cô sẽ làm hand massage cho khách. Và sau đó là cô sẽ cho khách đeo những cái găng tay vào, thì những cái găng tay này có tác dụng đó là giữ ẩm, giúp cho cái cream nó thấm sâu vào da của khách hơn, giúp cho khách hàng không những có một cái làn da trên mặt mà đẹp khi mà đắp mặt nạ, mà cũng có như là có một cái làn da tay cũng rất là đẹp, rất là mềm mịn. Và như Phương Thảo được biết thì sau khi remove lớp mặt nạ này thì khách hàng sẽ được bôi serum và kem chống nắng. Serum và kem chống nắng có tác dụng giúp lưu giữ lâu hơn tất cả dưỡng chất trong da. Và để đặt hẹn tư vấn cũng như là tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về liệu trình mặt nạ này thì quý vị và các bạn có thể gọi điện thoại đến số 714-636-1888, 714-636-1888 của Miracle Mespa nhé. Và bây giờ chúng ta không làm phiền khách hàng nữa, và hãy để căn nhiều căn phòng này lại cho khách hàng cũng như cô Carol nhé.